sầu riêng là một loại trái cây có một cái hương vị rất là đặc biệt. Mùi sầu riêng thì những người yêu thích thì yêu thích vô cùng, còn cô lại cảm thấy nhận thấy những người mà không thích thì người ta rất là sợ. Rất là thích ăn cái sầu riêng, rất là thơm và béo. Trong các món sầu riêng thì mình thích nhất là cái món chè Thái. Vì trong một cái ly chè Thái mà có một cái chút sầu riêng vô thì nó mang một cái hương vị rất là đậm đà và đặc biệt riêng của nó. Thích uống sinh tố sầu riêng, khi mà xay ra thì nó rất là thơm và béo. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay khi bước vào gian bếp của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày, Huyền cảm thấy dậy lên một mùi thơm rất là đặc biệt từ loại trái cây này đây ạ, trái sầu riêng. Và với những người thích ăn sầu riêng thì ăn sầu riêng tươi không đã ngon lắm rồi. Tuy nhiên là Huyền thấy có một loại bánh từ sầu riêng, bánh mứt sầu riêng cũng rất ngon nữa. Và hôm nay Huyền sẽ mời tất cả quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với đầu bếp Trần Thanh Quang, là đầu bếp của chương trình, sẽ hướng dẫn tới quý vị và các bạn làm món bánh này nhé. Chào anh Quang. Xin chào Khánh Huyền. Dạ. Xin chào quý khán giả. Anh Quang này, Huyền là một người con từ xứ Bắc. Tuy nhiên là Huyền cũng rất thích ăn sầu riêng. Rồi. Và hôm nay thì Huyền rất mong mỏi là anh hướng dẫn cho Huyền cách làm món ăn này đó, bánh mứt sầu riêng. Nếu như có thể hôm nay theo dõi tất cả những cái bước mình nấu món này thì chắc chắn một điều là phải thích, mà thậm chí còn thích hơn cả mức thích nữa. Thế hả? Đây là món ăn thật sự nó mang hơi hướng tất cả những gì của quê hương chúng ta. Với món bánh mứt sầu riêng hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu gì anh ha? Thực ra món ăn này thì cũng không có quá cầu kỳ, thì chúng ta gồm có những nguyên liệu như sau. Dạ. Sữa đặc, kem béo, đường thốt nốt chúng ta làm bột, có đường cát vàng, dâu tây và lá dứa, rồi phải có sầu riêng, có một ít lá thạch. Đúng là như anh nói, không quá cầu kỳ. Tuy nhiên là Huyền thấy với cái nguyên liệu này thì bánh không thể nào là không ngon được. Đã sầu riêng rất là thơm ngon béo, lại còn sữa đặc có đường, kem béo và thậm chí là đường và trái cây nữa. Lá thơm nữa phải không anh? Đúng rồi. Rất là nhiều những cái mà tạo cái hương liệu cho cái món ăn. Và Huyền cũng thắc mắc với anh một điều là tại sao mình lại cần hai loại đường anh ạ? Thật ra thì món ăn chúng ta tại sao phải kết hợp hai loại đường thì đây là một trong những cái bí quyết của món ăn này. Nếu chúng ta chỉ đơn giản là dùng đường vàng không hoặc là dùng đường thốt nốt không thì cái vị ngọt nó sẽ không cân xứng, hoặc là vị thơm nó sẽ không tương đồng. Chính vì thế chúng ta cần phải có hai loại đường kết hợp lại với nhau. Để chế biến món này thì chúng ta cũng cần phải lấy ít nhất là phải 2 muối sầu riêng như vậy. Tức là nó phải sầu riêng muối vàng thơm rồi dẻo này kia, và như vậy thì mới ngon, chứ không lấy sầu riêng loại nước ha. Thì lúc đó cái mùi thơm rồi cái quyện lại của sầu riêng nó sẽ ngon hơn. Chế biến chúng ta cần phải ngâm cái phần lá thạch này vào trong nước đá. Để chúng ta cần cái phần nước đá này làm cho thạch mềm. Thì có một tô đá rồi, nhà Khánh Huyền bỏ vào giùm ha. Mình sẽ bỏ giúp anh kia chỗ thạch này vào anh ha. Rồi. Mình cần mấy lá thạch đây? Mình cho toàn bộ cái phần này vào khoảng 6 lá thạch. Khoảng 6 lá thạch. Đúng rồi. Để ngâm vào nước đá. Với một khoảng lượng là 1 lít kem béo thì chúng ta cần khoảng 6 đến 7 lá thạch. Thì như vậy nó sẽ đủ cho đông cái phần nguyên liệu này. Vâng. Thế còn với lá thơm thì mình sẽ làm gì anh ha? Phần lá dưới này chúng ta sẽ cắt nhỏ như vậy, không nên để quá lớn, bởi vì chúng ta cần những cái khoảng cách nhỏ để khi chúng ta nấu thì cái phần nhựa trong lá này nó ra nhanh hơn. Chúng ta không nên để nguyên bó. Chúng ta sẽ cắt này. Và cái gelatin, tức là cái thạch này thì mình sẽ để bao nhiêu lâu anh ha? Mình ngâm trong nước đá như vậy khoảng từ 10 đến 12 phút. Món này chỉ dùng kem béo thôi. Mình sẽ cho toàn bộ cái phần khoảng 1 lít kem béo này vào. Đúng công thức 1 lít kem béo, nửa lon sữa đặc. Tiếp tục của phần sữa đặc thì mình sẽ cho cái đường thốt nốt vào. Thì mình sẽ dùng khoảng là 100g bột đường thốt nốt là cho món ăn này. 100g đường thốt nốt. Cái phần đường vàng mình cũng bỏ 100g. Kế tiếp là mình sẽ lấy cái phần thịt của cái sầu riêng. Mình chỉ lấy cái phần thịt rồi. Và cuối cùng mình sẽ cho cái phần lá dứa vào. Bật lửa lên mình nấu. Và cũng không nên để lửa quá lớn. Bởi vì phần sữa đặc nó và trong này khoảng 2-3 phút chúng ta lại đảo. 2-3 phút chúng ta lại đảo. Sẽ phải chuẩn bị một cái muỗng phải không anh? Đây, muỗng để đảo rồi. Nếu mà để mà lỡ bị cháy á, thì khi chúng ta đảo lên nó sẽ bị có những lớp tấm vàng. Mà khi bánh mousse thì mà nó phải thật sự là mịn mướt thì như mới ngon. Mình đứng ở cạnh bếp và mình căn thời gian thì khoảng bao lâu thì cái nồi của chúng ta sẽ xong anh? Khoảng 15 phút trở lại thôi. Nếu nhiều hơn thì chúng ta cần khoảng 15, nhưng mà ít hơn thì chúng ta khoảng 10-12 phút là được. Khi mà nó đã đều rồi thì mình có nên đậy vung không anh? Không, bởi vì khi đậy vung lên dễ lắm trường hợp nó bị trào nếu chúng ta không quan sát kịp. Thứ hai nữa thì cái phần sữa nó bị bồng lên nó sẽ không ngon, cho nên chúng ta dùng
cách là không đậy nắp và lửa nhỏ. Lửa nhỏ và không đậy nắp. Đúng rồi. Để chúng ta canh cho dễ phải không ạ? Đúng rồi. Rồi trong khi mà chờ những cái này là thỉnh thoảng mình quay lại đảo thì mình sẽ chế biến một số cái nguyên liệu để mình trang trí cho cái món này. Bây giờ mình cắt cái phần này xong rồi để mình tạo được những cái răng cưa thì mình sẽ cắt nhẹ nhàng những cái này. À. Để khi mình xếp lên, mình gắn lên trên cái dĩa ăn thì nó rất là dễ thương. Dạ. À, mình sẽ lắc nhẹ như vậy. Dạ. Rồi phần về phần dâu tây á, dạ, thì mình sẽ dùng những cái quả dâu tây đẹp như vậy. Dạ. Xong rồi mình sẽ cắt bỏ đi cái phần cuống đi. Dạ. Tất nhiên mình đã rửa sạch sẽ rồi. Dạ. Rồi mình sẽ cắt cái phần này ra, mình rửa cái dâu tây này ra. À. Thì như vậy lúc đó mình sẽ cắm cái phần lá dứa lên trên này, nó cũng rất là dễ thương. Anh Quang ơi, Huyền nghĩ là cái gelatin của chúng ta cũng đã được rồi đấy anh ha. Đúng rồi, thì cái phần này khi chúng ta tắt lửa như vậy, và chúng ta lấy cái phần gelatin chúng ta ngâm mềm như vậy rồi, và chúng ta cho vào. Cái gelatin và chúng ta còn gọi là lá thạch ấy, nó đã mềm rồi thì khi mình muối với lại cái nước nóng thì nó sẽ rất là dễ tan, dễ hòa quyện lại với nhau liền. Như vậy là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lựa cái phần này ha. Dạ, đây. Rồi. Anh. Cần một cái rây và một cái tô. Chúng ta sẽ cho lên cái tô. Tô. Đó. Cái tô bên này. Dạ. Bây giờ mình sẽ để lên đây. Nhớ Khánh Huyền giữ giùm ha. Dạ. Rồi, mình sẽ múc từng ít một mình bỏ vào đây. Hấp dẫn quá. Tất cả những tinh hoa nó nằm vào đây. Mình đánh xong rồi, mình sẽ đổ vào trong một cái ly, cái tách hay cái chén nào đó chúng ta thấy. Thì ở đây mình có chuẩn bị những cái ly này rồi. Đây phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Thưa quý vị, đúng là hấp dẫn lắm. Nếu như quý vị và các bạn đứng bếp với Khánh Huyền với lại anh Quang thì quý vị sẽ cảm thấy rằng là khó mà cưỡng được khi mà thưởng thức cái mùi thơm của món bánh này, phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì mình sẽ mang hai cái ly này vào trong tủ. Mình để được khoảng 15-20 phút thì nhiệt độ lạnh của cái tủ lạnh làm cho món này sẽ sền lại. Dạ. Và khi đó chúng ta ăn sẽ lạnh, sẽ ngọt, sẽ béo, sẽ thơm, lại kia quyện lại với nhau. Bây giờ mình đặt liền đi ha. Dạ. Mình sẽ mang cho tủ lạnh nha. Rồi. Dạ. Anh Quang hơi đông rồi nè. Tại mình để lên ngăn đá cho nên là 15 phút nó đông. Đúng rồi. Nếu mình có thời gian, không nhiều thời gian thì mình để lên ngăn đá là được rồi. Wow, mát lạnh nè. Ừ. Bây giờ mình sẽ trang trí chút xíu ha. Mình phải không thiếu được cái khâu không thiếu được này nè. Dạ. Bởi vì đầu bếp khi họ làm ra luôn luôn mong muốn là phải làm cái gì đẹp nhất, tốt nhất cho khách hàng. Và đầu bếp lại khéo tay nữa mà. Rồi. Cho một chút xíu trái dâu tây vào đây. Wow. Cái đọt của lá dứa mình có thể tỉa thành những cái cọng như vậy. Công nhận đẹp mắt. Ra một bên thì làm như vậy ha. Dạ. Một bên thì mình sẽ lấy dâu tây nè, cắt lát xong mình sẽ xếp lên. Và khi ăn thì mình có thể ăn kèm luôn cả dâu. Đúng được rồi. Không anh? Khi ăn thì mình cứ sắn vào ăn cả phần dâu. Đĩa cũng phải trang trí nữa không? Quý vị ơi, nếu như quý vị và các bạn nhìn vào cái ly này thì chắc hẳn là sẽ cảm phục được cái bàn tay của những nhà đầu bếp chuyên nghiệp là làm sao trang trí được cái ly đẹp như vậy. Tuy nhiên là cái phần quan trọng hơn là chúng ta thưởng thức cái độ ngon của nó. Xin mời quý vị. Nó đã đông lại, rất là thơm này. Thơm quá. Rất là thơm. Dậy mùi sầu riêng rất là thơm. Đồng thời thì có phần lá dứa đó, nó sẽ cũng kết hợp lại sẽ rất là tuyệt vời hơn. Rất là hồi hộp. Không biết là đúng như lời lần đầu tiên là hứa là sẽ ngon không nữa. Không phải ngon đâu mà là ngon quá cơ. Bởi vì anh biết sao không, Huyền thì Huyền biết là nó có cái vị sầu riêng thì nó sẽ như thế nào rồi. Tuy nhiên là khi mà biến tấu vào trong cái món ăn này, đúng rồi, thì cái món bánh của chúng ta nó hấp dẫn hơn nhiều bởi vì nó có độ béo. Huyền nghĩ là cái độ béo và thơm nó quyện lại của cả sữa đặc, của cả lá dứa, của cả một chút đường mà anh pha rất là khéo giữa đường vàng và đường thốt nốt đều đúng là rồi. Hai cái đường rất tốt cho sức khỏe đó. Đúng rồi. Dạ. Và bên cạnh đó nữa thì có một chút dâu tây nó lại thanh thanh. Và phải nói rằng món ăn này rất là tuyệt vời. Hôm nay thì Huyền phải thay mặt khán giả cảm ơn anh Quang rất nhiều vì anh đã hướng dẫn cho Huyền và khán giả một món bánh tráng miệng rất là thơm, ngon, bổ, béo. Và đặc biệt là tất cả các thành viên trong gia đình mình sẽ rất là thích. Với đúng những rồi. Ai là tín đồ của sầu riêng thì Huyền khuyên quý vị và các bạn hãy làm thử ngay món ăn này ở nhà. Và chúng ta sẽ có một cái sự phong phú cho thực đơn tráng miệng trong các gia đình đó. Một lần nữa cảm ơn anh Quang nha. Rồi, cảm ơn Khánh Huyền, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Còn đến đây thì đầu bếp Trần Thanh Quang và Khánh Huyền xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.